công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng. Là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Túi lưới nhựa một đầu đề hở, một đầu hàn nhiệt chắc chắn, có độ co giãn và chịu được sức căng tốt nên đựng được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Túi được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE nên có độ an toàn cao, không gây độc hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm với các mắt lưới liên kết chặt chẽ, tạo độ thông thoáng cao. Điều này giúp cho không khí có thể lưu thông, không gây tình trạng đọng hơi nước, cũng như giúp người dùng có thể theo dõi sản phẩm bên trong. Công ty chuyên sản xuất các dòng túi lưới nhựa với đa dạng màu sắc khác nhau. Ngoài các kích thước cắt sẵn như 25cm, 35cm, 40cm, công ty còn cắt các kích thước khác nhau hoặc để nguyên cuộn, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng của các khách hàng. Đi kèm với túi lưới nhựa là bộ móc khóa vô cùng tiện lợi, gồm râu và chốt vuông, dùng để cố định miệng túi cũng như làm quai sách vô cùng tiện lợi. Túi lưới nhựa được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như đựng bưởi, đựng trái cây nông sản, đựng thạch rau câu, đựng đồ chơi, làm lưới bao hoa, lưới đựng phân tan chậm. Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, công ty liên tục phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, cộng tác viên trên toàn quốc với nhiều chính sách và chiết khấu hấp dẫn, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, giao hàng tận nơi trên toàn quốc với nhiều hình thức vận chuyển khác nhau. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.